110 đầu vuông nha anh em. Dinh cộng 54 nha. Rồi, úp cái lóc vô rồi, quên quay nồi rồi. Rồi, lật rồi, hoặc lật qua đi. Rồi, lấy 4 cây bồ công qua đây. Rồi 54 cộng 2,5 cho quay đầu vuông nha anh em. Cộng 2,5 có nghĩa là từ cái dinh dinh của quay mình nha. Từ cái dinh dinh của S110 của anh em mình cộng lên 2,5 54 nha. Xúc bắp 24-27. Rồi bình này là bình anh em có sẵn đem tới nha, anh em nào có bình sẵn đem tới là tính nhận canh cho anh em mình hết nha, khỏi phải ngại vấn đề đó nha. Rồi không để anh em chờ đợi nha, tính sẽ cho em nổ ru đây. Thì cây bô này không phải của em nó nha, cây bô này thì cho em nổ đỡ nha, còn cây bô của em thì cũng móc tăng như thế luôn. Nhưng mà vì lý do bô chưa về kịp nên cho anh em nổ cái cây bô này luôn và đâu đây cái bô này luôn và test cái bô này cho anh em mình luôn. Cây kia móc về cũng âm thanh y chang vậy luôn nha. Bao cục máy thì em nó mới vừa nổ, bây giờ tính sẽ cho em nó một tua rô đai nha. Hết tua rô đai rồi mới bắt đầu tính chuyện em nó nha anh em.
anh em, em đã được một tour đồ đai xong rồi nha. Rồi thì tiếp theo là làm vài ống ga để kiểm chứng em nó. Rồi không để anh em chờ lâu, test luôn vài ống ga cho anh em luôn. Vài ống ga như thế là anh em đã thấy là em nó rất là uy lực nha, cho dù là cháy nhỏ xíu nha. Đó. Rồi thì vài cái như thế nha anh em, và đã kiểm chứng em nó xong hai ống ga cao nhất cho anh em mình nghe nha. Rồi sau khi buông ra, làm gì làm buông ra là em nó phải thì thầm như thế này nha anh em. Đó là một cục máy xăng lửa mượt mà nha. Ok anh em, Tấn đã kiểm chứng em nói xong và bây giờ là mọi thứ đã chỉnh chu hết rồi. Bây giờ Tấn sẽ canh chỉnh sơ, coi có cò, có phần phải canh lại, mọi thứ cần phải canh lại thì Tấn sẽ canh lại và sau đó giao cho anh em về nha. Thì những cục máy mà gác lên trên bệ như thế này là anh em mình cũng biết rồi, là gửi về cho anh em ở xa nha. Rồi thì qua clip này thì Tấn cũng nói với những anh em mà ở xa chưa có biết thì anh em cứ yên tâm, nếu muốn Tấn làm máy cho anh em thì anh em cứ đóng thùng gác máy xuống, rớt máy xuống đóng thùng, gửi bưu điện và bưu điện sẽ chuyển tới nơi Tấn luôn nha. Và Tấn làm xong mọi thứ và Tấn canh chỉnh ở trên bệ đàng hoàng xong hết rồi, Tấn lại gửi ngược về cho anh em mình nha. Đó, tất cả anh em mọi miền tổ quốc luôn, ở nơi đâu cũng được, ở nơi đâu cũng được hết, cứ gửi bưu điện là tới nơi Tấn nha, theo địa chỉ Tấn để bên dưới bình luận của video nha.
Rồi thì Tuấn chuẩn bị canh chỉnh để giao máy cho anh em về để Tuấn tiếp tục. Xin anh em Tuấn dừng clip tại đây nha, để lên cục máy tiếp theo là cục máy 110 nha, cục máy full 110. Đó thì full 110 với cái thế hệ, với cái hệ mới Tuấn mới áp dụng cho anh em rất là ok luôn. Nó full 110 nhưng nó rất linh hoạt, như là 54 cho anh em luôn. 110 chế quay 52 đầu cao nha. Rồi bài này cho chiếc rim 5672 nha. Rồi Tuấn xin dừng clip tại đây, và một câu muôn thở không bao giờ thiếu sót là chúc tất cả anh em mọi miền tổ quốc, anh em gần xa thật nhiều sức khỏe nha. Rồi sau đó chúng ta đã mạnh khỏe rồi, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thành công hết tất cả mọi thứ trong tâm trí của anh em chúng ta, ngay từ bây giờ cho tới hết cuộc đời này nha anh em. Rồi Tuấn xin chào, hẹn lại anh em với clip sau. Rồi thí dụ mà anh em đang xem cái clip như thế này của Tuấn, và anh em nhìn phía bên phải có cái mũi tên nhỏ này, rồi anh em cứ clip vào mũi tên nhỏ này nha, và anh em sẽ nhìn thấy cái đường link chữ màu xanh như thế này, và anh em clip vào chữ màu xanh như thế này tiếp, và em nó sẽ hiện ra như thế này, và anh em bấm vào chữ Chrome ở trên phía trên nha, chữ Chrome này, và em nó sẽ tiếp tục hiện ra cái chữ màu xanh bên dưới này để cho anh em mình click vào để tham gia vào hội viên nha anh em.